Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ý nghĩa trong việc giảm tải nhà ga T1, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời là công trình đón chào hàng loạt sự kiện trọng đại, nhà ga T2 sân bay Nội Bài được Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu phải hoàn thiện trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn một tháng nữa là đến mốc thời gian dự kiến. Những hạng mục chính đã được hoàn thành, những công nhân trong công trường xây dựng nhà ga T2 vẫn đang tập trung hết sức cho công tác hoàn thiện. Ghi nhận của phóng viên Giao thông An toàn. Tại công trường nhà ga T2, đến thời điểm hiện tại, hạng mục chính như kết cấu bê tông cốt thép chính, vách kính lắp trần kim loại, lát đá granite và quầy làm thủ tục đã xong cơ bản. Về sân đường, bãi đỗ xe, cầu cạn, lắp đặt trang thiết bị và các thủ tục cấp phép để đưa nhà ga vào hoạt động cũng đang được triển khai gấp rút. Như vậy, sau hơn 30 tháng thi công, vượt qua nhiều khó khăn, một nhà ga hiện đại, rộng rãi theo tiêu chuẩn quốc tế đã thành hình. Đến thời điểm hiện tại, tôi rất vui sau hơn 30 tháng làm việc tại đây. Đây là một công trình thành công mà chúng tôi thực hiện tại Việt Nam. Mỗi ngày với chúng tôi là một khó khăn, thử thách mới mà lớn nhất chính là cách làm việc giữa các bộ phận. Và mặc dù là Tổng Liên đoàn Hàng không Việt Nam đã có những kinh nghiệm xây dựng các cái nhà ga ở các cái sân bay khác từ Bắc vào Nam, tuy nhiên là đây là một cái giá lớn nhất, có quy mô lớn nhất và cái tính chất tương đối phức tạp. Vì vậy mà đòi hỏi là chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu nỗ lực rất là nhiều. Và cái mà chúng tôi thiếu nhất là cái thực sự là cái kinh nghiệm, cái năng lực của cái đội ngũ chuyên môn. Và không phải lúc nào cũng đáp ứng được. Chúng tôi vừa phải điều hành, vừa phải phối hợp với tư vấn và nhà thầu học hỏi, cập nhật những cái kiến thức mới để mà đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nhà ga hành khách T2 có 4 tầng với diện tích mặt bằng khoảng 139.000 m². Được thiết kế theo mô hình dạng cánh với ý tưởng hài hòa với thiên nhiên, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng. Nhà ga sẽ được đầu tư hệ thống thiết bị dây chuyền công nghệ hàng không tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế. Với công suất 10 tới 15 triệu hành khách mỗi năm, việc đi vào nhà ga T2 kỳ vọng sẽ giải quyết những vấn đề tại nhà ga T1 vốn gây bức xúc cho hành khách. Là đối với cả khách đi khách đến, rồi các cái quy trình thủ tục, các cái bước, các cái nấc về mặt quy trình thì không có gì khác so với T1. Tuy nhiên là ở từng khâu, từng khu vực ấy, thì mức độ trang thiết bị, mức độ hoàn thiện, mức độ tiện lợi đối với hành khách là khác hẳn. Các trang thiết bị thì hiện đại hơn, mặt bằng thì rộng rãi hơn, điều kiện về điều vệ sinh môi trường, về điều hòa không khí vân vân thì là đều được cập nhật và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nhà ga T2, các công trình phụ trợ và cung cấp các thiết bị đặc biệt cho vận chuyển hành khách và hành lý đều được thiết kế và thi công đúng tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên để thực sự đưa vào hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, nhà ga sẽ được khai thác thử nghiệm. Từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 thì chúng tôi sẽ tiến hành các cái thử nghiệm các cái chuyến bay giả định. Tức là trên máy móc thiết bị mà không có hành khách và không có máy bay. Ngày 25 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 thì chúng tôi sẽ dự kiến là thử nghiệm hai chuyến bay thật với máy bay thật và hành khách thật của hai hãng hàng không khác nhau. Và cái mục đích là chúng tôi để rà soát lần cuối cùng các hệ thống các thiết bị phục vụ hành khách để đảm bảo rằng là trước khi đưa cái nhà ga vào khai thác chính thức thì sẽ không có bất cứ một trục trặc gì. Nhằm phục vụ những hành khách có nhu cầu nối chuyến đi các chuyến bay nội địa sau khi kết thúc hành trình tại nhà ga T2, bắt đầu sẽ có 4 xe buýt chuyên dụng vận chuyển hành khách từ nhà ga T2 sang T1 với tần suất 15 phút một chuyến. Sau khi hoàn thiện, đây sẽ là nhà ga hiện đại nhất Việt Nam và đứng tầm giữa so với các nhà ga sân bay khác trong khu vực châu Á.